xong nó còn nhiều, nhưng bây giờ cũng không còn nữa.
chị sẽ là người trực tiếp chia sẻ và cũng chính nhờ kết quả tuyệt vời đó thì tôi quyết định kinh doanh Sibiri. Và khi tôi quyết định kinh doanh Sibiri thì cũng đồng nghĩa việc là tôi nhận sự năng động từ mẹ chồng, từ cả của anh chị em thằng nhà ngoại nữa, và bảo là tôi đi làm cho người nào. Nhưng bởi vì chính bản thân tôi đã trải nghiệm sản phẩm, tôi cảm nhận được sự tốt của nó rồi thì tôi quyết định kinh doanh mặc cho sự phản đối, từ chối, và tôi cứ kiên trì theo đuổi. Và ngày hôm nay thì tôi có được thứ nhất là đẹp ngoài. Ngày hôm nay tôi cứ khắc với ngày xưa này chỉ ngồi thu thu ở góc nhà mà không bao giờ dám giao tiếp, khi đi ngoại giao với chồng thì chỉ biết ngồi yên không làm gì, bây giờ khắc hoàn toàn, tôi có thể nói mọi thứ với tôi luôn đấy. Và thậm chí còn chồng có chết đi cùng để còn gì, để còn ngoại giao theo kiểu đứng bên của chồng đấy. Nhưng ngày xưa thì tôi không có dám bởi vì mặt tôi rất là kinh khủng đấy. Cái thứ hai nữa, từ một bác sĩ nằm quần quật từ sáng đến tối, tôi lại tiếp tục khám bệnh tại nhà từ tối đến đêm để được cái thu nhập cả hai vợ chồng được vào khoảng tầm độ 2-3 triệu cả. Sức khỏe mất hết, mọi thứ mất hết, cuộc sống, cái giá trị cuộc sống mất hết để đổi lấy cái mức thu nhập như thế. Thì bây giờ của tôi nó đã gấp rất nhiều lần như vậy rồi. Thế còn cái thu nhập ở trong bệnh viện thì nó chỉ được 7-8 triệu thôi, đấy là hai vợ chồng quần quật nằm ngày làm đêm cả ngoài cả trong mới được như thế. Nhưng mà bây giờ nó đã gấp 3 lần như thế rồi, gấp 3-4 lần như vậy. Và ngày trước thì có nghĩa là để mà thu xếp được một buổi đi chơi gia đình thôi hoặc lên được nhà ngoại thôi thì tôi phải đổi trực xuống rất nhiều dịp để mới có được một dịp. Nhưng bây giờ thì hai vợ chồng tôi thoải mái tự do, thích đi đâu đi. Và ngày xưa thì không bao giờ dám mơ là được đi nước ngoài, nhưng mà hôm nay thì lại được đi, mà không phải là đi nước ngoài bình thường mà đi một chuyến đi vô cùng đẳng cấp.